chào các bạn. Thì hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách ra mẫu gấu bông con trâu Candy bằng phần mềm Photoshop. Trước khi mà chúng ta vào quá trình vẽ, bạn hãy chụp hình lại toàn bộ 20 mẫu con trâu Candy vào cái khổ giấy A2 nha. Sau đó chúng ta mở phần mềm Photoshop lên và tạo ra một khổ giấy A2 có kích thước là 59.4 và chiều cao của nó là 42. Các bạn chỉnh sao cho cái phần màu trắng nó bằng với kích thước của khổ giấy A2 trên phần mềm Photoshop. Sau đó chúng ta xuất file ra và chúng ta được 20 mẫu như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở phần mềm Photoshop lên. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra một khổ giấy có kích thước là 60cm, chiều rộng và chiều dài và chiều rộng luôn. Mở mẫu thứ nhất lên. Phóng to màn hình. Thì cái mẫu đầu tiên của chúng ta chính là phần bạch đen thiêu ở phía trên cái trán nè, là cái phần đen này. Nó không đối xứng nên bạn cứ vẽ bình thường thôi. Sau khi xong chúng ta tiến hành copy paste và phóng to mẫu lên. Tiến hành tô màu cho nó. Ghi chú, đây chính là phần bạch đen thiêu ở trán, miếng và màu đen. Sau đó chúng ta tiến hành rút nó lại, tắt hình nền và xuất file ra. Lưu ý nên lưu ở chế độ BNG8. Chúng ta tìm đến thư mục mẫu rạch chính thức và lưu vào, đây chính là mẫu số 1. Tiếp tục mở mẫu số 2 lên, phóng to màn hình. Đây chính là phần con mắt thiêu ở trên trán, nó có màu đen nha, thì mẫu này nó sẽ không đối xứng. Các bạn cứ dùng phần mềm Pen Tool vẽ bình thường thôi.
Sau khi vẽ xong, chúng ta tiến hành copy. Mark. Thu nhỏ màn hình lại. Rồi, cái nào ở đây, phóng to lên. Tiếp tục tô màu cho nó. Chúng ta nên cho con mắt này nó nằm ngang để dễ ghi chú. Đây chính là con mắt hiu ở trán, một miếng và màu đen. Tiến hành rút nó lại. Rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 2. Tiếp tục ta mở mẫu số 3 lên. Mẫu số 3 này chính là cái cục kẹo thiêu nè. Mẫu này nó đối xứng nên các bạn sẽ kéo thanh thân ngang xuống. Rồi, chúng ta tiến hành vẽ thôi. Sau đó tiến hành copy. Paste. Phóng to nó lên. Tiếp tục tô màu. Chúng ta copy ra một cái laser tương tự, dùng mu tool kéo xuống phía dưới. Ctrl T nhấn phải và chọn flip horizontal, flip vertical. Tiếp theo chúng ta tiến hành đặt tên cho nó. Đây chính là phần kẹo thiêu ở bụng, một miếng và màu hồng. Tiếp tục chúng ta rút nó lại. Tắt hình nền và thước vai. Đây chính là mẫu số 3. Tiếp tục mở mẫu số 4 lên.
Mẫu này là mẫu đối xứng, nên chúng ta kéo thanh thức ngang xuống. Rồi, tiến hành vẽ. Sau đó chúng ta copy và thu nhỏ màn hình lại. Tiến hành tô màu cho nó. Sau đó chúng ta copy ra một layer tương tự, kéo nó xuống dưới. Ctrl T, đích phải và chọn Flip Vertical. Phóng to màn hình ra. Rồi, tiến hành ghi chú. Đây chính là phần bụng, một miếng màu kem và thêu. Sau đó chúng ta rút nó lại, tắt hình nền và tiến hành xuất file. Đây chính là mẫu số 4. Tiến hành mở mẫu số 5 lên. Mẫu số 5 chính là nguyên cái phần trán màu kem của chúng ta. Đây chính là mẫu đối xứng. Vì vậy, chúng ta kéo thanh thước đứng vô. Kéo thanh thước ngang xuống. Cho nó không đối xứng nên chúng ta tiếp tục copy ra một mẫu tương tự, thu nhỏ màn hình lại, Ctrl T và tiến hành xoay. Chỉnh sửa lại thanh thước đứng. Rồi, tiến hành vẽ.
Tiếp tục copy. Ba. Rồi tô màu cho nó. Sau đó chúng ta copy ra một layer tương tự, kéo nó sang Ctrl T và lít phải chọn Flip Horizontal. Tiến hành đặt tên thì đây chính là phần trán, một miếng màu kem và thiêu. Tiếp tục chúng ta rút nó lại rồi xuất vai. Đây chính là mẫu số 5. Mở mẫu số 6 lên. Mẫu số 6 này chính là cái lỗ mũi. Mẫu này là đối xứng. Chúng ta kéo thanh thước đứng qua. Kéo thanh thước ngang xuống. Nhân bản ra một laser tương tự. Thu nhỏ màn hình. Tiến hành xoay. Rồi tiến hành vẽ. Chúng ta chỉ cần vẽ nửa bên thôi là được. Tiến hành copy. Phóng to lên. Các bạn phóng to lên. Sau đó tô màu. Copy ra một layer tương tự. Ctrl T, lít phải và chọn Flip Horizontal. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần lỗ mũi, 4 miếng, 2 miếng màu đen và 2 miếng màu kem. Tiếp tục chúng ta ráp nó lại. Rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 6. Tiếp tục mở mẫu số 7 lên. Mẫu số 7 này sẽ không đối xứng, vì vậy chúng ta cứ dùng pen tool vẽ bình thường thôi.
Tiếp tục copy. Thu nhỏ màn hình. Tiến hành tô màu cho nó. Sau đó chúng ta tiến hành đặt tên, đó chính là phần tay lớn, hai miếng và một kem. Tiếp tục rút nó lại, rồi xúc vai. Đây chính là mẫu số 7. Tiếp tục mở mẫu số 8 lên. Thì mẫu số 8 này chính là mẫu đối xứng. Chúng ta kéo thanh thước đứng vô. Kéo thanh thước ngang xuống. Rồi, nó ngay giữa rồi. Chúng ta tiến hành vẽ nửa bên thôi. Tiếp tục chúng ta copy. Phát. Thu nhỏ màn hình. Tô màu cho nó. Copy ra một layer tương tự. Dùng Move Tool kéo nó sang, nhấn tổ hợp phím Ctrl T nhích phải và chọn Flip Horizontal. Sau khi mà chúng ta làm xong, chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần miệng, một miếng màu kem và thêu. Tiếp tục group nó lại, rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 8. Tiếp tục mở mẫu số 9 lên. Đây là chính là cái sừng của con trâu. Mẫu này đối xứng. Chúng ta kéo thanh thước đứng vào. Rồi, tiến hành vẽ. Copy nó. Tiến hành bát.
ống to. Tiếp tục tô màu. Sau đó copy ra một laser tương tự, dùng mu tool kéo nó ra, Ctrl T nhấn phải và chọn Flip Horizontal. Tiến hành đặt tên cho nó, đây chính là phần sừng, hai miếng và màu nâu. Tiếp tục ta rút nó lại, rồi tiến hành xuất file. Mở mẫu số 10 lên. Đây chính là cái bắp đùi của cái chân sau. Mẫu này thì không đối xứng, chúng ta cứ vẽ bình thường. Tiến hành copy. Đó. Thu nhỏ màn hình lại. Tô màu cho nó. Tiếp theo chúng ta tiến hành đặt tên. Đây chính là phần đùi chân sau, hai miếng và một kem. Tiếp tục ta rút nó lại, tắt hình nền và xuất cái file ra. Đây chính là mẫu số 10. Mở mẫu số 11. Mẫu này cũng không đối xứng luôn. Tiến hành vẽ bình thường. Thank you.
tiến hành copy. Tô màu cho nó. Sau đó ghi chú, đây chính là phần lưng, hai miếng và màu kem. Tiếp tục rút nó lại, rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 11. Mở mẫu số 12, thì mẫu số 12 này chính là mẫu lối xứng. Chúng ta phóng to lên thì dễ nhìn. Dùng thanh thước ngang, rồi dùng thanh thước đứng, chúng ta kéo vào. Dùng thanh thước ngang, chúng ta kéo xuống dưới. Rồi, nó bằng rồi. Tiến hành vẽ nửa bên thôi. Tiếp tục copy. Thì ở đây chúng ta chỉnh sửa một xíu. Tiến hành tô màu cho nó. Copy ra một layer tương tự. Ctrl T, nhấn phải và chọn Flip Horizontal. Di chuyển nó vào gần nhau. Rồi, phóng to lên và tiến hành đặt tên cho nó. Đây chính là phần khuỷu chân, hai miếng và một kem. Tiếp tục ta rút nó lại, tắt hình nền và xuất file. Đây chính là mẫu số 12. Mở mẫu số 13 lên, thì mẫu số 13 này chính là cái bàn chân, cũng đối xứng luôn. Chúng ta kéo thanh thước ngang xuống, rồi tiến hành vẽ.
tiến hành copy. Sau đó tô màu cho nó. Tiếp tục copy ra một mẫu tương tự, kéo nó xuống phía dưới, Ctrl T tít phải và chọn flip vertical. Tiến hành đặt tên cho nó. Đây chính là phần bàn chân, hai miếng và màu hồng. Tiến hành rút nó lại, rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 13. Tiếp tục mở mẫu số 14 lên. Phóng to màn hình. Đây chính là phần đuôi, nó đối xứng theo chiều ngang. Chúng ta copy ra một mẫu tương tự, thu nhỏ màn hình, Ctrl T và tiến hành xoay. Sau đó phóng lớn màn hình lên. Rồi tiến hành vẽ. Rồi tiến hành copy. Bắt. Tiếp tục tô màu cho nó. Chúng ta copy ra một cây dơ tương tự, kéo nó xuống phía dưới, Ctrl T nhấn phải và chọn flip vertical. Rồi tiến hành đặt tên. Đây chính là phần đuôi, một miếng và màu kem. Rút nó lại, rồi xuất vai. Đây là mẫu số 14. Mở mẫu số 15 lên. Mẫu số 15 chính là phần ót con trâu. Mẫu này cũng không đối xứng, chúng ta cứ vẽ bình thường.
sau đó copy. Bát miếng này hơi to, chúng ta thu nhỏ màn hình lại. Tiến hành tô màu. Đặt tên cho nó. Đây chính là phần ốc, hai miếng và một kem. Rút nó lại. Rồi tiến hành xuất file. Đây chính là mẫu số 15. Mở mẫu số 16 lên. Thì đây chính là cái bàn tay mẫu đối xứng. Chúng ta kéo thanh thước ngang vô, của thanh thước đứng vô. Rồi tiến hành vẽ. Tiến hành copy. Bác phóng to màn hình lên. Tô màu cho nó. Copy ra một mẫu tương tự, dùng mu tool kéo nó ra. Ctrl T nhấn phải và chọn flip horizontal. Tiếp theo chúng ta đặt tên cho nó. Đây chính là phần bàn tay, hai miếng và màu hồng. Rút nó lại. Tắt hình nền và tiến hành xuất file. Đây chính là mẫu số 16. Mở mẫu số 17 lên. Mẫu số 17 này chính là cái miếng lót phần mặt. Nó cũng là mẫu đối xứng. Chúng ta lấy thanh thước đứng vào. Lấy thanh thước ngang xuống. Hai điểm của nó chưa chạm nhau, vì vậy chúng ta copy ra một mẫu tương tự. Ctrl T và tiến hành xoay. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành vẽ thôi.
chúng ta tô màu cho nó. Copy ra một layer tương tự, kéo nó sang ngang, Ctrl T tay phải và chọn Flip Horizontal. Tiến hành đặt tên cho nó. Đây chính là miếng lót phần mặt, một miếng. Tiếp tục group nó lại, rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 17. Mở mẫu số 18 lên. Mẫu số 18 này chính là cái lỗ tai. Mẫu này thì đối xứng. Chúng ta kéo thanh thước đứng vào. Kéo thanh thước ngang xuống. Hai điểm của nó chưa bằng nhau. Chúng ta copy ra một bây giờ tương tự. Thu nhỏ màn hình, Ctrl T và tiến hành xoay. Tiếp theo chúng ta tiến hành vẽ. Copy. Bát. Phóng to màn hình lên. Tiến hành tô màu cho nó. Sau đó chúng ta copy ra một layer tương tự. Dùng Move Tool kéo nó ra, Ctrl T hít phải và chọn Flip Horizontal. Tiến hành đặt tên cho nó. Đây chính là phần lỗ tai, 4 miếng, màu hồng và một kem. Tiến hành rút nó lại, rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 18. Tiếp tục ta mở mẫu số 19 lên. Mẫu số 19 này chính là cái phần chóp đuôi. Cũng đối xứng luôn. Và kéo thanh thước đứng vào. Rồi tiến hành vẽ. Xong chúng ta copy nó. Wow. Phóng to màn hình. Tiếp tục tô màu.
copy ra một layer tương tự, dùng mu tool kéo nó ra, Ctrl T nhấn phải và chọn Flip Horizontal. Tiếp đến ta đặt tên cho nó, đây chính là phần chóp, đuôi, màu miếng và màu đen. Tiến hành rút nó lại, rồi xuất file. Đây chính là mẫu số 19. Mở mẫu cuối cùng lên, phóng to màn hình, thì đây chính là phần tay nhỏ. Các bạn để ý kỹ cái phần này nha. Cái phần này có cái phần cộng trừ laser. Chúng ta cứ tiến hành vẽ bình thường. Có mẫu phía ngoài trước. Sau khi mà chúng ta vẽ xong, chúng ta lên công cụ, phần công cụ ở phía trên á, sổ xuống, chọn phần là Exclude Overlapping Shape để chúng ta trừ ra. Sau khi mà chúng ta xong, chúng ta sẽ tiến hành copy. Hết. Mẫu này chỉ khó ở chỗ đó thôi. Tiến hành tô màu cho nó. Tiếp tục ta đặt tên, đây là phần tay nhỏ, hai miếng và màu kem. Tiến hành rút nó lại, tắt hình nền và xuất file. Đây chính là mẫu số 20. Sau khi mà chúng ta đã vẽ xong 20 mẫu của con gấu bông trâu candy thì các bạn hãy tạo cho mình một củ giấy A0 có kích thước là 118.9 và chiều cao là 84.1 cm. Sau đó chúng ta mở toàn bộ những mẫu mà chúng ta vừa mới vẽ lên. Đem toàn bộ những mẫu này bỏ vào tờ giấy A0.
như bạn nào muốn sở hữu bộ mẫu này thì bạn cứ xem ở dưới phần mô tả của cái video á, mình sẽ để link download ở phía dưới nha. Xin cảm ơn các bạn.